chào các bạn. Hôm nay mình sẽ so sánh hai mẫu smartphone cao cấp nhất của Nokia và HTC. Hai smartphone này chạy hệ điều hành Windows 8. Hai sản phẩm đều sẽ được bán ra trong tháng 12 này. Nokia Lumia 920 gần như thiết kế tương tự như sản phẩm Lumia 900 trước đây của hãng, chỉ thay đổi vật liệu chế tạo các nút bấm bằng gốm bền hơn chỗ trời xưa. Còn HTC 8X là smartphone chạy Windows Phone 8 được thiết kế lại hoàn toàn mới của HTC. Smartphone của Nokia trông to, dày và cứng cáp hơn do có hệ thống sạc không dây ở phía sau, trong khi đó thiết bị từ HTC lại mỏng manh và gọn gàng hơn. Màn hình của Nokia Lumia 920 có độ bền cao hơn với khả năng cảm ứng siêu nhạy, có thể dùng dao nghĩa găng tay để điều khiển được. Màn hình của HTC có độ sáng cao hơn và hiển thị sắc nét hơn nhờ mật độ điểm ảnh cao hơn. Thực tế cho thấy, mặc dù Nokia Lumia 920 sử dụng công nghệ Clear Black nhưng khả năng hiển thị thực tế thì HTC 8X vẫn rõ hơn và chi tiết hơn. Camera của hai model đều có độ phân giải 8 megapixel. Máy ảnh của Nokia hỗ trợ tính năng lấy nét bằng đèn, còn của 8X thì thừa hưởng từ smartphone One X. Ở chế độ chụp ảnh bình thường trong điều kiện ánh sáng tốt thì 8X cho màu sắc ấm và sáng hơn so với Lumia 920, tuy nhiên độ chi tiết thì Lumia 920 cao hơn 8X. Trong điều kiện thiếu sáng và không dùng flash thì smartphone của Nokia vượt trội hơn hẳn so với 8X. Còn nếu dùng flash thì hai smartphone cho chất lượng hình ảnh tương đương nhau. Tuy nhiên, Nokia sở hữu tới hai đèn flash LED. Smartphone của nhà sản xuất Phần Lan cũng nổi bật ở khả năng chống rung và chụp trong bóng tối. Âm thanh của HTC được hỗ trợ từ Beats nên chất lượng âm thanh tốt hơn so với Nokia Lumia 920 khi nghe bằng tai nghe. Tuy nhiên, độ lớn loa ngoài của Nokia Lumia 920 lại to và trầm ấm hơn nhờ công nghệ Dolby.